Bây giờ ví dụ như cái đầu chúng ta lúc này chúng ta quan tâm tới 5 tới 10 cổ phiếu thôi. Những cái cổ phiếu khác đợi kết quả kinh doanh hoặc chúng ta xem media có cái gì đó chúng ta sẽ cập nhật. Nhưng mà cái đầu chúng ta luôn luôn control ít cổ phiếu thôi. Chúng ta đầu tư gói gọn thôi, am hiểu cái gì đầu tư cái nấy thôi. Cái đầu chúng ta nó trở nên rất là nhẹ nhàng, rất dễ đầu tư. Và khi chúng ta xử lý bằng nguyên tắc nó cũng nhẹ. Ví dụ giờ tôi vô sáng nay tôi ngồi tôi mua vô cổ phiếu vậy đó. Tôi thấy ngon, mua vô chiều nó yếu đi tôi cắt. Cho dù lỗ hay lời tính sao nhưng tôi cắt rồi xong. Tôi có phải suy nghĩ gì không? Không. Chúng ta nên làm bằng nguyên tắc, con người nó sẽ nhẹ nhàng lắm.